Giao dịch từ 10 triệu đồng một lần hoặc 20 triệu đồng một ngày sẽ phải xác thực sinh chắc học. Tài khoản ngân hàng liệu có được bảo vệ tốt hơn? Những vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền liệu có thể được ngăn chặn? Người dùng sẽ cần làm gì để hoạt động giao dịch, thanh toán được đảm bảo thông suốt? Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, những giao dịch có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên hoặc một tài khoản có tổng giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên sẽ phải xác thực sinh chắc học để nâng cao tính an toàn, minh bạch, bảo đảm chính danh của chủ tài khoản đang thực hiện giao dịch này. Vậy thì có những phương thức xác thực sinh chắc học nào và vì sao xác thực sinh chắc học sẽ đảm bảo tài khoản của người dùng được bảo vệ một cách tốt hơn? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Vũ Mạnh Hưng, Giám đốc phát triển sản phẩm ngân hàng số của VBank. Và xin cảm ơn anh Hưng đã đến và tham gia với dòng trải tài chính của chúng tôi tuần này. À, xin chào Điệp Anh, xin chào Hoàng Nam, cùng uh, chào quý vị. À, vâng anh Hương ạ, bình thường khi mà thực hiện giao dịch ngân hàng như tôi hiện ừ. nay tôi thấy rằng là cũng đã thực hiện sinh chắc học rồi à, Ví dụ như chúng ta sẽ xác thực bằng dùng Face ID chẳng hạn Vậy thì với cái quyết định 2345 của ngân hàng nhà nước này điểm mới là gì mà chúng ta cần lưu ý ạ? Trong quyết định 2345 được ban hành tháng 12 năm ngoái và có áp dụng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì cái điểm đặc biệt nhất ở đây là chúng ta áp dụng sinh chắc học Và sinh chắc học này nó không phải là cái sinh chắc học mà như mọi người vẫn đang dùng bây giờ ừ. Nó không phải là cái sinh chắc học được ghi nhận ở trên thiết bị mà là sinh trắc học của chính khách hàng mà được ngân hàng thu thập và được xác minh với bộ công an. À, quý vị chỉ cần nhớ là cứ giao dịch cứ trên 10 triệu một lần hoặc là trên 20 triệu một ngày là chúng ta bắt buộc phải sử dụng sinh trắc học để xác thực giao dịch. Vậy thì từ sau ngày 1 tháng 7 thì tôi sẽ phải thực hiện thêm những cái thao tác như thế nào nữa? À, thực tế thì nó cũng rất đơn giản thôi. Hiện tại giờ các ngân hàng cũng đã triển khai cái tính năng gọi là thu thập dữ liệu sinh trắc học của khách hàng. À, để mà thực hiện việc đấy thì khách hàng cái việc đầu tiên cần là khách hàng cần một cái căn cước công dân thiết bị smartphone dùng NFC và tôi nghĩ rằng là các thiết bị smartphone bây giờ có NFC phải chiếm đến 98 đến 99% và thao tác thì cực kỳ đơn giản là khách hàng khi mà vào cái chức năng thu thập dữ liệu sinh trắc học khách hàng có thể lựa chọn đưa căn cước công dân vào để chúng tôi ngân hàng sẽ xác minh cái thông tin dữ liệu căn cước công dân đấy với bộ Công an xem là cái căn cước công dân là thật hay giả và chúng tôi sẽ đối sánh cái gương mặt của khách hàng ngay tại thời điểm khi thực hiện cái giao dịch đấy với cái dữ liệu sinh trắc học trên căn cước công dân để đối sánh nó là một một thì lúc đấy chúng tôi sẽ lưu trữ và thu thập giúp khách hàng. Và vậy thì cụ thể là chúng ta sẽ có những cái phương pháp xác thực sinh chắc học nào? Chúng ta đang sẽ sử dụng cái phương thức sinh trắc học cái, cái 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 dữ liệu sinh trắc học đây là gương mặt trong cái kho dữ liệu dân cư quốc gia của chúng ta hiện tại đang có dữ liệu khuôn mặt và vân tay tuy nhiên là mọi người cũng biết là cái việc mà các thiết bị để hỗ trợ vân tay nó rất là khó, à, hầu hết tất cả các điện thoại đều đang sử dụng à, có camera nên là rất dễ để thu thập, thì đây là một cái bước tiện lợi và thực tế thì à, dữ liệu khuôn mặt là đủ độ tin cậy và đặc biệt là cái cái phần công nghệ để có thể giúp cho ngân hàng cũng như là giúp cho các tổ chức có thể xác định được cái tính đặc tính sống hoặc là cái sự gian lận và phòng có những cái phương pháp để phòng trừ gian lận cho các câu chuyện deepfake nó cũng ở một cái mức độ khá là an toàn do đó là hiện tại sẽ support cái phương pháp là sử dụng cái sinh chắc học là gương mặt những cái điều tôi băn khoăn ở đây rằng là cái công nghệ deepfake của chúng ta bây giờ cũng phát triển rất là nhanh vậy thì làm như thế nào để đảm bảo được rằng là xác thực bằng face ID bằng nhận diện khuôn mặt nó sẽ đảm bảo tính an toàn cho tất cả những cái giao dịch này công nghệ deepfake thì càng ngày càng phát triển nó có thể giúp cho hacker có thể vượt qua rất nhiều thứ nhưng tuy nhiên bên cạnh đó thì các công nghệ để phòng chống nó cũng đang được nâng cao và không chỉ ngân hàng mà rất nhiều ngành ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam đang đang có thể áp dụng và có thể phòng chống được khá là nhiều. Tôi có thể lấy một con số là hiện tại như các ngân hàng có được cung cấp thì gần như là có thể phòng chống được khoảng đến 99% các trường hợp defect. Ừ. Cái tỷ lệ gian lận lừa đảo mà sau khi mà vượt qua cái bước mà hệ thống có thể kiểm tra đến khâu post check tức là khâu mà cán bộ hậu kiểm thì gần như là rất là ít nên do đó là hoàn toàn có thể yên tâm. Thì ngoài cái câu chuyện deepfake thì quyết định 2345 cũng có một cái phương tiện nữa để kết hợp kèm đó chính là Smart OTP. Ừ. Và đương nhiên Smart OTP nó là cái gì là cái khi nào bạn có, là what you have. Để xác thực một giao dịch thì bạn phải có hai cái yếu tố, một là chính bạn là gương mặt của bạn, hai là một cái thứ mà không ai sao chép được, đó là cái mã pin, cái mã để truy cập Smart OTP. Thì hai cái cặp đấy nó sẽ khiến cho cái giao dịch của bạn trở nên an toàn hơn rất nhiều vâng xác thực sinh chắc học thì đang được xem là sẽ giúp bảo vệ tài khoản tốt hơn sẽ giúp định danh chính xác chủ nhân của tài khoản vậy cụ thể sinh chắc học là gì và vì sao xác thực sinh chắc học lại an toàn hơn thì sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm trong phóng sự sau để xác thực danh tính của một người thì ngày nay có rất nhiều công nghệ khác nhau có nhiều đơn vị thì sử dụng việc xác thực bằng những tấm thẻ định danh như thế này Tuy nhiên, để chính xác hơn thì có thể sử dụng tới công nghệ sinh chắc học. Đó là vân tay, đó là gương mặt và mống mắt. So với các hình thức xác thực như mật khẩu hay mã OTP, dữ liệu sinh chắc học giúp người dùng được bảo vệ khỏi những tình huống tấn công, chiếm quyền điều khiển tốt hơn khi phương pháp xác thực này không phụ thuộc vào dữ liệu, thông tin lưu trên thiết bị của người dùng dữ liệu sinh chắc học thì tạm thời cũng có thể chia thành hai loại một là những loại thuộc về vật lý gọi là physical thì nghĩa là những đặc điểm mà nó của con người hình thể con người ví dụ như là khuôn mặt ví dụ như là vân tay ven bàn tay móng mắt thì ngoài ra thì có dữ liệu sinh chắc học thì ngoài ra nó có định nghĩa nữa liên quan đến việc là dữ liệu thuộc về hành vi đó là behavior bao gồm như là dữ liệu giọng nói dáng đi hay là chữ viết tay phổ biến nhất hiện tại là những phương thức xác thực đang được các thiết bị thông minh như điện thoại máy tính bảng, camera có thể nhận diện là gương mặt hay vân tay. Một trong những dữ liệu cũng đang được thu thập và sớm được đưa vào ứng dụng là dữ liệu mống mắt. Xác thực mống mắt là một thuật toán thú vị và độc đáo mà chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều năm tại Đại học Cambridge. Mỗi người đều có thông tin mống mắt khác nhau và không chỉ định danh các cá nhân. Mống mắt thậm chí có thể giúp chúng ta phân biệt được mắt phải, mắt trái và phân biệt được chính xác cả các cặp song sinh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để nâng cao mức độ bảo mật, nhiều tổ chức thậm chí sẽ yêu cầu xác thực kết hợp giữa nhiều phương thức cũng như nhiều dữ liệu sinh chắc khác nhau, chẳng hạn gương mặt kết hợp với giọng nói hoặc vân tay kết hợp với mống mắt. Vâng, hiện nay thì chúng ta mới chỉ xác thực sinh chắc học bằng nhận diện khuôn mặt thôi. Thế nhưng mà như phóng sự vừa rồi chúng tôi cũng đề cập đến là sắp tới chúng ta có thể có nhiều phương pháp hơn. Ví dụ như là dùng mống mắt này, giọng nói này, hoặc thậm chí là chính ADN của chúng ta nữa để xác thực sinh chắc học đúng không ạ? đúng rồi. Mọi người nếu mà mọi người chịu khó xem TikTok hay là xem một những cái video clip của một số uh, cái cuộc sống cái hoạt động thanh toán của nước ngoài thì thấy là bên Trung Quốc chẳng hạn họ hoàn toàn họ sử dụng xác thực cái cái giao dịch của họ bằng cái pam tức là bằng bằng vân lòng bàn tay. Thế thì về công nghệ thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái việc đấy. Tuy nhiên là sẽ về mặt công nghệ chúng ta sẽ phải lựa chọn là cái gì để thuận tiện cho người dân. Thế thì hiện tại có những cái câu chuyện để áp dụng voice tức là bằng dữ liệu sinh trắc học bằng giọng nói đã được đưa vào và thử nghiệm để có thể kết hợp luôn cả câu chuyện là mình ra lệnh cho các điện thoại để thực hiện à, nó sẽ không xa khi mà chúng ta nói với với một cái app ứng dụng ngân hàng là hãy chuyển cho tôi hãy chuyển tiền tôi cho tôi cho đến một người này đấy. hoàn toàn bằng giọng nói bạn không cần phải thao tác và việc xác thực giao dịch ấy, hoàn toàn bằng cái giọng nói của bạn thì tôi thấy đấy là cái tương lai gần mà chúng ta có thể triển khai bằng mống mắt thì chúng ta cũng hoàn toàn được triển khai giống Face ID thì đấy là những cái có thể làm. Và đương nhiên về mặt công nghệ thì chúng ta không hạn chế những cái việc đó. Ừ. Vậy như anh vừa chia sẻ thì chúng ta phải xác thực, phải nhập những cái thông tin xác thực sinh trắc học của mình và đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư. Tức là chúng ta phải làm thêm một bước nữa là nhập thêm cái căn cước công dân gắn chip của chúng ta vào, đúng không anh? Thực tế thì quyết định 2, 3, 4 năm thì cũng có quy định là toàn bộ cái dữ liệu mà ngân hàng dùng để đối sánh tức là dữ liệu sinh chắc học để để thu thập để đối sánh với khi khách hàng khi mà thực hiện giao dịch ấy là cần phải được đối chiếu với dữ liệu dân cư quốc gia nghĩa là mình chỉ cần làm một lần thôi người dân chỉ cần làm một lần thôi là lần đầu tiên khi mà khách hàng chưa thu thập thì thực hiện là thu thập trên bằng ứng dụng của ngân hàng và tại thời điểm đấy ngân hàng sẽ đối sánh cái dữ liệu với dữ liệu của dân cư quốc gia chỉ một lần duy nhất còn các lần sau thì các bạn có thể hoàn toàn thực hiện xác thực giao dịch bằng cách là đưa một cái gương mặt mình vào thôi khi đang sử dụng Dạ. Nó rất là easy nó rất là dễ dàng đối với mọi người. Dạ vâng, và đặc biệt là khi mà các ngành sẽ cùng liên thông với nhau đúng không ạ? Ví dụ như là phía ngân hàng cung cấp thông tin cho bên cơ quan thuế hoặc là cung cấp thông tin cho các sàn thương mại điện tử chẳng hạn thì chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin đồng bộ và chính xác từ đó thì sẽ xác thực được những cái giao dịch. Đặc biệt là trong bối cảnh chính phủ Thủ tướng chính phủ cũng đang yêu cầu phải triển khai đẩy mạnh cái đề án 06 về thu thập dữ liệu dân cư đúng không anh? Đúng rồi. À, quyết định 2345 nằm trong một phần trong đề án 06 và đặc biệt là nó nằm rất là rõ trong cái kế hoạch 01 phối kết hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước. À, nó là một trong những cái bước lớn để ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia vào trong các hoạt động ngân hàng. À, và việc này thì giúp chúng ta có thể làm lành mạnh hóa toàn bộ hoạt động thanh toán, minh bạch hóa toàn bộ tất cả các giao dịch. Và ở đâu đó chúng ta sẽ thấy rằng là toàn bộ tất cả các giao dịch người dân nó được an toàn và đảm bảo. Thì đấy là những cái ý nghĩa lớn lao của của cái quyết định 2345. Vâng, ờ, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết là đã có 60 tổ chức tín dụng triển khai xác thực khách hàng thông qua căn cước công dân gắn chip tại quầy. 49 tổ chức tín dụng thực hiện xác thực căn cước công dân gắn chip qua ứng dụng trên thiết bị di động. 22 đơn vị tham gia triển khai ứng dụng định danh và xác thực điện tử công dân VNEID. Các giải pháp do doanh nghiệp thực hiện đã hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc thu thập dữ liệu khách hàng để so khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với việc mọi giao dịch giá trị lớn phải đối chiếu với kho dữ liệu dân cư, Bộ Công an đã phải hoàn thiện các hệ thống liên thông nhiều cấp tới nhiều địa phương để đảm bảo thuận lợi trong triển khai cho các ngân hàng cũng như người dân. Cái cốt lõi ứng dụng được cái dữ liệu dân cư đó là cái kết nối và đường truyền đến các đơn vị địa phương. Hiện tại nếu như đối hiện tại với đội Bộ Công an cũng như các tỉnh thì chúng tôi đang đã khảo sát thì đường truyền đã đến được tính cấp xã và hoàn toàn có thể đáp ứng được việc ứng dụng dữ liệu dân cư trong các thủ tục hành chính. Theo các chuyên gia, việc đối soát dữ liệu của người giao dịch với dữ liệu lưu trữ của Bộ Công an sẽ giúp ngân hàng xác định được giao dịch có chính chủ không. Nếu không trùng khớp thì giao dịch sẽ bị từ chối. Cái việc xác thực này thì để làm cho cái thông tin của khách hàng được chính xác và ngân hàng có một cái kho dữ liệu về khách hàng lưu lâu dài và quan hệ với khách hàng thì sẽ tốt hơn và cũng giúp cho ngân hàng để giảm các cái thủ tục về giấy tờ hành chính các ngân hàng sau khi mà đã có được những cái thông tin từ phía khách hàng xác thực thì một lần nữa phải đối chiếu lại với cơ sở quốc gia về dữ liệu quốc gia về dân cư vậy phải chăng đây là một cái công đoạn mà nó cũng khá là tốn kém và tốn cả thời gian cũng như là công sức của chúng ta hay không à, đương nhiên là các tổ chức tín dụng cần phải đầu tư đương nhiên là bộ công an cũng phải đầu tư để mà làm việc này tuy nhiên là với cái ý nghĩa để phục vụ cho an toàn và an ninh tốt hơn cho khách hàng thì cái việc này là việc nên làm và nó có phiền phức hay không? Thực tế là đối với người dân, đối với khách hàng, họ chỉ làm một lần duy nhất thôi. Họ không cần phải làm đến nhiều lần, à, chỉ một lần trong đời. À, nói một câu thế để, để thấy rằng là nó không hề phiền phức. À, ngoài ra thì cái việc kết nối đối với một số tổ chức có thể làm lâu hoặc là gì. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là kể từ khi quyết định 2345 đưa ra là từ tháng 12 năm ngoái. Hay là từ khi đề án 06, kế hoạch 01 được đưa ra từ giữa năm 2023 ấy thì các ngân hàng cũng đã có thời gian hơn một năm thậm chí tính đến một năm rưỡi đến ngày một tháng 7 là hoàn toàn đủ thời gian để các ngân hàng có thể uh, thực hiện để triển khai các giải pháp này vâng, chia sẻ với anh Hưng một thông tin nho nhỏ này ạ. Đấy là khi mà chúng tôi đăng tải cái thông tin là xác thực sinh chắc học từ ngày 1 tháng 7 lên trên những cái nền tảng số của VTV Money thì chúng tôi có nhận được bình luận của một số khán giả mà tôi nghĩ rằng là đa phần là chị em phụ nữ nên mọi người có hỏi rằng là thế giả sử bây giờ nếu như mà đi phẫu thuật thẩm mỹ mà mình có chỉnh sửa một chút một số nét ở trên khuôn mặt chẳng hạn thì thì phải chăng là lúc đấy chúng ta phải xác thực sinh chắc học như thế nào hay là đồng bộ với cả căn cước công dân như thế nào ạ? À, đây cũng là một cái vấn đề mà rất nhiều đơn vị rất nhiều khách hàng cũng đang gặp phải Đã. thế thì uh, mình phải hiểu cái bản chất của của quyết định hai ba năm nó không uh, dừng cái giao dịch của khách hàng mà chỉ đảm bảo cho giao dịch của khách hàng trở lên an toàn hơn mà thôi do đó là gần như 80 đến 90 phần trăm giao dịch của khách hàng là các giao dịch dưới 10 triệu mà nên nó sẽ không cản trở cuộc sống hàng ngày của mọi người đôi nhiên, đôi khi đôi khi chúng ta sử dụng cái dịch vụ đấy thì uh, cái hệ thống uh, thu thập sinh chắc học nó có hoàn toàn nhận diện được những cái chỉnh sửa nhỏ về phẫu thuật thẩm mỹ còn đương nhiên với những cái phẫu thuật lớn hoặc là khi mà gặp uh, những cái tai nạn gì đấy thì nó khá là khó thì tuy nhiên là khách hàng hoàn toàn có thể đến quầy uh, dịch vụ của khách hàng vẫn hoàn toàn được tiếp tục trừ những cái trường hợp mà uh, khách hàng không thể đến được thì có những cái trường hợp riêng thì nó có những cơ quan đặc thù thôi có những cái cơ chế đặc thù tuy nhiên là cái dịch vụ khách hàng hoàn toàn được được tiếp tục khi khách hàng đến quầy và chúng tôi sẽ phục vụ theo ngân hàng nhà nước bên cạnh xác thực chủ tài khoản quy định này cũng giúp các ngân hàng sàng lọc các tài khoản rác nằm trong diện nguy cơ. Chúng tôi thu thập tất cả những cái tài khoản, những cái số chứng minh thư, số căn cước công dân đã từng ăn gian nói dối ở đây rồi vào một kho dữ liệu. Nếu như chứng minh thư của quý vị đã từng rơi vào kho dữ liệu này thì chúng tôi chỉ yêu cầu tăng cường mức xác thực đến thôi. Thay vì trước kia được làm giao dịch điện tử thì bây giờ mời ra quầy. Thay vì việc làm tiếp giao dịch thì chúng tôi yêu cầu xác thực tăng thêm. Còn Bộ Công an cho biết, việc thu thập cũng như chia sẻ dữ liệu sinh chắc trong quá trình xác thực giao dịch sẽ được thực hiện khách quan, minh bạch và hướng tới không chỉ phục vụ cho các giao dịch tài chính mà sẽ triển khai tới toàn dân và trên mọi lĩnh vực. Chính phủ cũng đã có cái đề án 06 để triển khai để kết nối tất cả các bộ ngành các cái dữ liệu như thế và dữ liệu thì chúng tôi sử dụng để chỉ làm tốt cho cho người dân để tạo ra một cái môi trường minh bạch để cho người dân có thể là an toàn ở trên cái cái môi trường này. Hiện Bộ Công an và ngành ngân hàng đã thực hiện làm sạch 49 triệu dữ liệu của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia, 3,5 triệu dữ liệu của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, ví điện tử. Giao dịch từ ngày 1 tháng 7 về cơ bản sẽ được đảm bảo minh bạch, an toàn. Nếu giả sử đi một khách hàng mà họ chưa kịp thực hiện sinh chắc học trước ngày 1 tháng 7 thì điều gì sẽ xảy ra? À, giả sử nhé, tôi tôi chưa cập nhật sinh chắc học trước ngày 1 tháng 7 thì khi sau ngày 1 tháng 7 khi tôi có một cái giao dịch dưới 10 triệu tôi hoàn toàn sử dụng như bình thường không có vấn đề gì cả nhưng tôi có một cái giao dịch trên 10 triệu thế thì khi vào đấy đến cái bước mà tôi thực hiện giao dịch thì uh, VBank sẽ bảo là bạn vui lòng để cập nhật và khách hàng đi vào cái luồng cập nhật đấy một cách rất là nói chung là rất là easy rất là dễ dàng chỉ khoảng tầm đến 2 phút thôi tôi nghĩ là hai phút là có thể xác thực xong có thể cập nhật xong sau đấy là khách hàng thực hiện cái giao dịch tiếp tục thực hiện giao dịch một cách trơn tru nên là tôi tôi đánh giá nó không quá khó khăn Tuy nhiên là đương nhiên là cũng có những cái vấn đề liên quan đến một tập khách hàng khá là đặc biệt. Ví dụ người già chẳng hạn. Những người mà ở nông thôn họ cũng có ít kiến thức liên quan đến về ngân hàng số. Thì khi họ sử dụng họ có những cái bước chưa rõ lắm. Hoặc là đôi khi với một số khách hàng họ không có cái thiết bị phù hợp. Vì ở đây cần một cái thiết bị là phải có smartphone có NFC. Thế thì họ sẽ gặp những cái khó khăn đấy. Và đương nhiên thì khi mà có khó khăn thì khách hàng hoàn toàn có thể gọi lên tổng đài, có các đội ngũ để hỗ trợ. Tôi nghĩ rằng với cái vấn đề liên quan đến support cho cái quyết định 2345 này thì không chỉ các tổ chức tín dụng đâu mà kể cả hệ thống ngân hàng, kể cả ngân hàng nhà nước đều cũng đang rất hỗ trợ và truyền thông rất là mạnh mẽ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Hưng và tôi nghĩ rằng là sau ngày hôm nay thì ngay lập tức tôi sẽ xác thực sinh chắc học một lần nữa ở trên điện thoại của mình cũng như là về hướng dẫn những thành viên ở trong gia đình và tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện mà chúng ta cần truyền thông đến rộng rãi đến tất cả quý vị khán giả cũng như là tất cả người dân trên khắp cả nước về cái thông tin này cũng rất là quan trọng để góp phần cùng với ngân hàng nhà nước cùng với các ngân hàng thực hiện đúng cái mục tiêu đã đề ra đó là thực hiện sinh chắc học từ ngày 1 tháng 7 tới đây cảm ơn anh Hưng đã dành thời gian với xong trẻ tài chính à, xin cảm ơn được anh cảm ơn Hoàng Nam VPBank vì một Việt Nam thịnh vượng.